Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Tomato Hường. Trong video này, Hường sẽ hướng dẫn cách sử dụng Zoom Meeting để học dạy trực tuyến cũng như là tổ chức những cái buổi họp trực tuyến. 3 năm qua, Hường sử dụng Zoom Meeting để mở các chương trình đào tạo cũng như là những cái buổi chia sẻ, những buổi họp cộng đồng và những cái buổi họp trực tuyến rất là nhiều, và Hường sử dụng Zoom mỗi ngày. Thì hôm nay Hường sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cái phần mềm Zoom này ở trên máy tính, cách cài đặt như thế nào. Rất là đơn giản, thì mọi người nhìn qua là chúng ta có thể nắm được rồi. Tiện lợi, chúng ta có thể làm việc bất cứ đâu, học bất cứ đâu và chia sẻ bất cứ đâu. Có thể giống như cái tiêu đề ở trên, title ở trên, mọi người thấy không? Xách laptop lên và đi. Việc học trực tuyến đã trở nên rất là phổ biến ở trên thế giới, và đặc biệt là ở trong cái mùa Covid-19, mùa dịch toàn cầu như thế này, thì việc học trực tuyến lại trở nên càng quan trọng. Bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng Zoom Meeting, học tập và giảng dạy trực tuyến ở trên laptop ha? Chúng ta hoàn toàn có thể tải cái ứng dụng Zoom ở trên điện thoại di động bằng cách là lên Shopify Play hoặc là lên App Store để chúng ta tải cái ứng dụng, cái app Zoom Meeting xuống. Và sau đó thì chúng ta chỉ cần tải xuống thôi và chúng ta có thể tham gia tất cả các buổi Zoom rồi, cũng như là tổ chức ngay cả ở trên điện thoại. Tuy nhiên là thường người tổ chức, cái người host ấy, thường tổ chức trên laptop nó sẽ ok hơn. Trên điện thoại khá là dễ ha. Video kế bên này thường có hướng dẫn cách sử dụng Zoom ở trên điện thoại. Muốn kỹ hơn thì xem video này nha. Đầu tiên, với vai trò là học sinh, vai trò là người tham gia, thì chúng ta sẽ tham gia truy cập một cách hoàn toàn miễn phí. Chúng ta không mất một cái khoản phí nào cả. Và chúng ta có hai bước để tham gia. Thứ nhất là tải Zoom xuống. Bước hai là nhấp vào cái link hoặc nhập ID của người tổ chức, họ sẽ gửi cho mình cái link hoặc là cái ID để chúng ta truy cập vào cái mã, cái phòng đó, là chúng ta truy cập vào cái buổi học trực tuyến. Chúng ta sẽ có vài giây nhìn qua về cách học trực tuyến mà Hường đã tổ chức đây ha. Tuổi trẻ này mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát. Mạnh thì cũng giống như kiểu là trong hành trình tìm kiếm bản ghép trước đây thì anh Mạnh. Nhưng mà thì nếu mà chỉ cần tham gia tải Zoom để tham gia cuộc họp hoặc lớp học của người khác tổ chức thì chúng ta chỉ cần tải Zoom và nhấp link tham gia thôi. Còn nếu mà muốn tự tổ chức lớp học, cuộc họp hoặc là thay đổi thông tin cá nhân thì chúng ta cần phải tải Zoom, đăng nhập hoặc đăng ký và mở Zoom mời người khác tham gia. Đầu tiên Hường sẽ hướng dẫn về làm thế nào để chỉ tham gia cuộc họp hoặc lớp học của người khác. Ví dụ thầy cô giáo gửi cho mình một cái link Zoom, chúng ta tham gia học trực tuyến, chúng ta chỉ cần nhấp vào cái link tham gia sau khi đã tải Zoom là được. Các bạn lên bấm gõ là tải Zoom cho máy tính. Ở đây các bạn có thể tìm cái link, bấm vào đây, Download for Windows chẳng hạn, để các bạn tải xuống, hoặc là các bạn nhấp vào link ở phần mô tả. Thì Hường có để cái link để tải xuống rồi. Sau khi tải xuống thì chúng ta bấm nó vô, chúng ta cài đặt nó. Nó hiện lên như thế này là chúng ta đã cài đặt thành công. Bây giờ sau khi cài đặt, mình sẽ tham gia một cái Zoom của người khác ha. Bây giờ ở máy tính bên kia, Hường đã tự tổ chức một cái buổi Zoom và Hường mời các thành viên tham gia, thì Hường đã gửi sẵn link Zoom ở đây rồi. Bây giờ Hường sẽ truy cập vào một cái chương trình xem như là ai đó đã mời Hường tham gia, nhưng thực chất là Hường mời ha. Hường tự mở, Hường tự mời. Rồi, chúng ta bấm vào cái link này. Cái link này là cái link mà người mở Zoom, người mở cuộc họp họ gửi cho mình. Bây giờ chúng ta muốn tham gia vào cuộc họp, lớp học của người khác thì chúng ta bấm vào đây. Sau khi bấm thì chúng ta bấm vào chữ mở Zoom. Rồi chúng ta muốn là mình xuất hiện với cái tên gì? Ví dụ Hường muốn xuất hiện với cái tên là Miss. Miss chia sẻ đi. Đó, chúng ta bấm vào Join Meeting. Rồi ở đây thì chúng ta bấm vào nút Join with Video nha. Thì lúc này thì cái camera trên laptop nó sẽ cho hiện mặt mình ở trên Zoom. Còn nếu mà chúng ta bấm Join with Video thì chúng ta sẽ không xuất hiện mặt mình ở trên cái buổi Zoom của người khác. Bây giờ Hường bấm Join with Video đi. Chúng ta bấm vào Join with Computer Audio, tức là bấm vào đây để nó xuất hiện âm thanh của mình ở trong buổi Zoom. Chúng ta bấm vào đây. Nhớ bấm vào Join with Computer Audio nha.
Ok, sau khi truy cập thì Hường sẽ thấy là giao diện này. Giao diện này tức là người hướng dẫn của mình bên kia, một người hướng dẫn họ tên là Tomato Hường. Họ đang chia sẻ về cách hướng dẫn sử dụng Zoom Meeting. Ở giao diện này là chúng ta cứ như vậy thôi và nghe lắng nghe bên kia họ hướng dẫn, họ chia sẻ. Hoặc là nếu khi mà các bạn muốn nói điều gì đó thì chúng ta bấm vào nút Unmute, bấm vào đây. Như này là chúng ta nói bên kia nghe, còn khi nào mà mọi người muốn nói bên kia không nghe thì tắt mute, bấm vào đây. Còn khi nào mà mọi người muốn bên kia nhìn thấy mặt mình ấy, thì chúng ta bấm vào Start Video, bấm vào đây. Nhưng mà hiện tại Hường đang tắt camera, không sử dụng camera laptop nên là nó không hiển thị mặt. Participant tức là số thành viên tham gia vào cái cuộc họp đấy. Thì hiện tại có hai người, có Mix chia sẻ là Hường và một người tổ chức đó là Tomato Hường. Thì nếu mà có 100 thành viên thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Ai mở video thì chúng ta sẽ thấy mặt của họ xuất hiện ở trên. Khi nào mọi người muốn chat ấy, thì chúng ta bấm vào nút chat và viết một điều gì đó. Chat này, mọi người viết ha, xin chào. Đấy thì tất cả mọi người sẽ thấy. Còn nếu mà muốn chat cho riêng ai đó thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta chat riêng. Cái người tổ chức cái Zoom ấy thì có quyền ghi âm, ghi hình lại. Còn nếu mà mình là người tham gia, mình muốn ghi âm thì chúng ta bấm vào đây và chúng ta phải xin phép bên kia. Nếu bên kia đồng ý thì chúng ta sẽ được ghi hình lại. Nếu mà chúng ta muốn mời thành viên khác tham gia thì chúng ta bấm vào đây để copy URL và chúng ta gửi cái link này cho ai đó mà người nào họ muốn tham gia cái buổi này ha. Rồi như vậy thôi. Nếu mà tham gia thì chúng ta chỉ cần tải Zoom xuống và click vào cái link tham gia vậy thôi. Bây giờ Hường muốn rời cái buổi Zoom thì Hường bấm vào nút Leave Meeting phía bên góc phải, bên trà góc dưới bên phải, bấm vào đây Leave Meeting. Rồi với vai trò là người tổ chức thì chúng ta sẽ được tổ chức cái buổi sử dụng Zoom miễn phí trong vòng 40 phút. Nếu mà sau 40 phút chúng ta muốn tổ chức nữa thì chúng ta tắt và chúng ta mở lại cái Zoom, chúng ta gửi lại cái link hoặc ID Zoom cho người tham gia thì họ lại phải bị thoát ra và họ truy cập lại, là chúng ta vẫn có thể học bình thường. Còn nếu ai chuyên nghiệp hơn, các bạn muốn học nó một cách thường xuyên và chuyên nghiệp thì có thể là trả phí. Trả phí này nó cũng không có cao lắm, một tháng khoảng cỡ 12 đến 14 đô gì đó, tùy chúng ta trả theo năm hoặc là trả theo tháng. Và được sử dụng full time 24 giờ luôn. Lượt truy cập là có 100 thành viên một lúc. Ok, còn nếu mà có những gói cao hơn thì chúng ta sẽ có cái cách truy cập, có thời gian truy cập và số lượng người tham gia cao hơn. Rồi chúng ta, đối với vai trò là người tổ chức thì chúng ta có 3 bước. Thứ nhất đó là tải Zoom, thứ hai đó là đăng nhập vào, và thứ ba đó là mở lớp. Rất đơn giản, chúng ta tải Zoom về vậy thôi, chứ thật ra cũng không có đụng gì nó. Sau khi tải, miễn là mọi người đừng có xóa nó đi là được. Chúng ta vào zoom.us. Cách đơn giản nhất là vào zoom.us. Cách đơn giản nhất là chúng ta vào zoom.us. Sau đó chúng ta bấm vào nút là sign in, đăng nhập nếu mà các bạn đã có tài khoản. Còn nếu chưa có tài khoản thì chúng ta bấm vào nút sign up, bấm vào đây. Chúng ta điền email vô để chúng ta đăng ký, hoặc là chúng ta sign in với Google cũng được, đăng nhập với Google. Còn nếu muốn đăng ký thì chúng ta điền email vào đây, bấm vào sign up. Rồi nó đã gửi email cho các bạn đến cái thư xác nhận đến. Bây giờ chúng ta mở email ra, sau đó bấm vào nút active. Đây, nó đã gửi email tới rồi đây. Chúng ta bấm vào nút active account, tức là chúng ta kích hoạt tài khoản của mình. Bấm vào đây thì nó sẽ xuất hiện giao diện này. Chúng ta điền cái tên mà chúng ta muốn chúng ta chia sẻ với cái tên này. Ví dụ Hường để là Miss Chia sẽ ở đây, để mật khẩu vô. Mọi người nên nhớ là mật khẩu ít nhất là có 8 ký tự, ít nhất là một có chữ cái và ít nhất một số, ít nhất là một cái tự viết hoa ha. Rồi confirm nó, bấm vào nút continue. Rồi lúc này nó đã active tài khoản của mình rồi. Ở giao diện này nó bảo mình mời bạn bè, nhưng mà hiện tại chưa cần thiết ha. Thực ra ở giao diện này chúng ta vẫn có thể là tham gia một cái meeting khác. Chúng ta bấm vào join meeting thì chúng ta vẫn có thể nhập ID và tham gia cái meeting, không cần phải làm theo cách hồi nãy.
Còn bây giờ để tổ chức một cái cuộc meeting, tức là tổ chức một cái cuộc họp ấy, thì chúng ta bấm vào with video on. Ở đây chúng ta bấm vào chữ mở Zoom. Rồi chúng ta bấm vào join with computer audio. Ở đây là đang có giao diện mình chia sẻ rồi. Hiện tại lẽ ra là nó có hình Hường ngồi ở đây. Tuy nhiên là sử dụng một cái camera của Hường Hường đang sử dụng một cái phần mềm khác để quay video, thế nên là cái camera hiện tại không sử dụng được, nên là Hường không có xuất hiện mặt Hường ở đây. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là mời người khác tham gia. Chúng ta bấm vào nút invite, bấm vào đây. Chúng ta bấm vào copy URL. Rồi, được gửi cái đường link này cho ai đó muốn tham gia cái buổi Zoom của mình. Chúng ta gửi cho một người bạn hay là những người khách hàng của mình, những học viên của mình chẳng hạn. Họ chỉ cần click vào link đó là có thể tham gia được rồi, hoặc là họ nhập vào cái ID 3284 27719 này nè, thì là cái ID. Nếu mà nhấp vào link này để tham gia cũng được, hoặc là nhập cái ID này để tham gia cũng được. Muốn chia sẻ màn hình để mà khách hàng của mình, học viên của mình xem, thì mọi người bấm vào share màn hình, share screen. Bấm vào nút share ở góc bên phải này ha. Lưu ý là chúng ta chọn ở share screen, cái màu xanh này là đang ở share screen, thì chúng ta mới có thể là cho học viên của mình thấy toàn bộ những thao tác của mình. Còn nếu mà chúng ta chỉ cho xem ở cái whiteboard thôi á, là tức là xem ở chế độ bảng thôi. Còn nếu mà cho xem ở chế độ cái Chrome như thế này thì chỉ có thấy cái trình duyệt Google Chrome thôi. Còn khi mà chúng ta bấm qua bên khác thì họ sẽ không thấy, hoặc là Word thì mình chỉ cho khách hàng của mình thấy Word thôi. Đấy thì chúng ta nên chọn chế độ là screen như thế này, thì khách hàng của mình, mọi thao tác của mình, học viên của mình đều, học viên họ đều thấy hết. Rồi chúng ta bấm vào nút share. Họ đã thấy cái màn hình của mình rồi đấy. Đấy là share màn hình nha. Bấm vào manage participants, bấm vào đây là quản lý những cái thành viên tham gia, thì chúng ta sẽ có danh sách những người tham gia ở đây, và chúng ta có thể bấm mute, tắt âm thanh của họ hay là mở âm thanh của họ đều được. Rồi chúng ta có thể là ghi âm lại. Ok, như vậy thì Hường đã ghi hình được rồi. Sau một cái buổi chia sẻ như thế này thì chúng ta có thể xem lại là chúng ta đã chia sẻ những gì để rút kinh nghiệm, hoặc là gửi cái video mình đã chia sẻ với khách hàng của mình cho những người họ không thể tham gia chẳng hạn. Đó là những cái thao tác căn bản khi mà chúng ta chia sẻ. Ngoài ra thì hoàn toàn chúng ta có thể quản lý được là giờ nào cái meeting, cái cuộc hẹn, cuộc họp này sẽ đóng lại. Tức là ví dụ như sau 8 giờ nó tự động không cho người tham gia nữa cũng được. Hoặc là các bạn muốn out người nào ra, hoặc là tùy các bạn. Chúng ta có một số cài đặt chi tiết khác thì các bạn khám phá thêm. Ở đây Hường vừa mới chia sẻ một số cái tính năng căn bản. Rồi khi mà các bạn muốn kết thúc cái buổi Zoom thì các bạn bấm vào nút End Meeting, là cái buổi Zoom này nó sẽ kết thúc. Muốn thay đổi thông tin ở trên tài khoản của mình và một số cài đặt khác thì chúng ta cứ bấm vào zoom.us. Sau khi đăng nhập chúng ta bấm vào My Account. Ở đây chúng ta có thể đổi cái tên này, ví dụ Mix chia sẻ, Mr. chia sẻ cũng được. Chúng ta đổi cái tên của mình, Tomato Hường. Rồi một số thông tin ở đây các bạn có thể tự cập nhật vô. Ngoài ra thì chúng ta có thể đổi cái ảnh đại diện. Rồi còn một số cài đặt khác. Ví dụ như các bạn muốn upgrade nó lên tài khoản bản quyền, có trả phí để chúng ta được sử dụng lâu hơn. Sau đó chúng ta chọn cái gói mà muốn mua. Ví dụ gói miễn phí này thì nó là 40 phút. Số người tham gia là 100 người. Ngoài ra nếu mà chúng ta muốn sử dụng cao cấp hơn thì trả 14,99 đô một tháng. Chúng ta có thể trả 1 năm để tiết kiệm. Sử dụng giới hạn trong vòng 24 giờ. Gói này là gói căn bản nhất. Nếu mọi người sử dụng này, gói này được rồi, không cần phải mua thêm cái gói cao cấp hơn 19,99 đô đâu. Với business thì nó là tới 10 host vân vân, có một số tính năng. Ok, Hường vừa hướng dẫn xong mọi người cách sử dụng Zoom Meeting. Ngoài ra còn có video chia sẻ chuyên sâu về Zoom nữa. Hẹn gặp bạn ở video tiếp theo. Nhớ subscribe kênh YouTube của Hường. Nhấn chuông thông báo để nhận video chia sẻ sớm. Tham gia vào group ở dưới phần mô tả để Hường chia sẻ nhiều hơn về Internet Marketing, về Affiliate Marketing. Comment cái điều gì đó nếu các bạn thắc mắc, hoặc thậm chí nếu các bạn không thắc mắc cũng comment, bình luận một vài điều gì đó để Hường biết là các bạn cảm thấy video này hữu ích nha. Bye bye.